Các bạn có thể thấy trên tay chị Up là một cái con vương miện như nào. Nhìn nó hơi gọi là bạch tuộc đúng không em? Rồi, luật chơi như sau. Bây giờ sẽ có một cái ghế ở đây. Sẽ có một người chơi trước và phải xoay 5 vòng. Sau đó là em phải đi zig zag qua chỗ này qua chỗ này. Và anh ở ngồi đằng kia. Anh sẽ đội cái này lên đầu em. Và anh sẽ nhấn nút ở đây, nó sẽ xoay tròn. Mỗi một người sẽ có 2 phút để ăn từng cái thứ trên này. Và tất nhiên là trước khi cho các em nhớ là phải xoay và voi 5 vòng. Ok chưa? Ok rồi. Chưa bắt đầu. Xoay. Xoay. Bắt đầu đi. 1 2 3 4 Thấy không? Lạnh lắm luôn á. 5 Ôi trời ơi. Trời ơi, chết rồi. Đủ rồi má. Ủa mà đủ rồi. Đủ rồi, đủ rồi, đi đi mẹ. Ủa gì á? Nhìn nó chứ. Đúng rồi. Đúng là không, đúng chị là hiểu mà, chị hiểu mà. Ê, Hana. Chị okay. Biết không? Chị hiểu không? Có nghĩa là Hana. Đó rồi kìa. Trời ơi, đồng đội. Ui. Mà cứ cười hoài à. Sốt là ăn đi. Cứ chọc nó cười vô là được rồi. Xin lỗi em nha. Kể cả khi không quay không ăn được. Chanh ngon em. Ồ quá. Chị ơi, nuốt đi chị, nuốt đi. Nuốt rồi. Wow. Đó là kiểu như kiểu quái vật kìa. Có hết đậu chực. Em có giả đâu, đúng rồi. Rút ra giờ mới ăn, ăn rút cái nỉ. Không được, ai làm thế? Sao em phải giúp đối thủ như vậy? Rớt rồi. Đó đó. Ô, chuyên nghiệp hả thầy? Đúng thầy á. Đừng nhả ra nha anh. Ăn vô cái đĩa hả? Thời gian winner ăn được một trái là thời gian Hana vừa mới chạy tới nơi. Ủa gì vậy? Tôi thôi rồi. Được bỏ thiệt. Hút vô. Hay quá. Hay quá. Ngon quá. Người đầu thì không ăn chanh. Lên lên lên. Còn 30 giây. Được giờ gì giờ? Được giờ gì? Không không. Một trái thôi em, một trái thôi. Cố lên. Cố lên, cố lên, cố lên. Ôi, biến giữa hậu mà. Cho tôi biến giữa hậu nó chạy tới đi. Còn giờ quá, còn giờ quá. Chỗ nha, về chỗ một nha. Ôi, mình ăn được nhiều ghê. Chị ơi, chị. Xoay. Chị ơi, chị ơi. Một. Trời ơi, chị ơi. Bốn. Đừng nói đớn đâu. Năm. Ok. Rồi, xích nhắc nào, xích nhắc nào. Thôi chừng chị ơi. Ôi, chị ơi, có ăn. Ôi. Ngồi, 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 ngồi. Yếu mùa, xoay cái là chóng mặt. Bây giờ phải fail like it before. Giấy, giấy. Tôi đang cô đơn trong căn phòng. Cô đơn chị ơi. Anh còn đã ăn rồi. Chanh đầu tiên. Dạ, cái tay vô, cái tay vô. Dạ. Các người nay nay ngồi nghiên cứu ghê hả? Xịn quá hả? Tối. Đây. Cái này là nhiều lỗ băng chuyền. Hay rồi. Cuối cùng. Từ từ nào. Ôi trời ơi. Ê, sao mọi người, sao tôi thấy chị chơi mà chị nhìn chị vẫn đẹp nha. Sao mọi người chơi nhìn nó ghê.
Rồi rồi, vô luôn chị ơi. Ôi ôi, tất cả mọi người trên đấy đều không ăn được cái này. Ngược lại giờ xoay thêm một vòng nữa. Trời ơi. Em ơi, em ơi, em tìm gì trong ghế đó anh? Đúng không? Ok, em vòng đi zig zag chứ. Được không? Được không? Có vẻ không xin nghe nhỉ? Rất ơi, em tôi trả cho người ta cái ghế. Anh tránh ra đâu mà ngồi. Từ từ. Đừng có cột. Có phải có thứ tự. Cầm ra đi được khỉ. Ôi. Đầu tiên cứ ăn là hỏi Kenji. Thèm quá. Ôi 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 ngon thế. Ăn chanh đi em, ăn chanh mới ngon. Cái đầu là không dưỡng. Ôi còn bao nhiêu thời gian, còn bao nhiêu thời gian? Còn nữa 30 giây nữa. Anh ơi, cố lên em ơi. Ủa chị không dưỡng cái đội em luôn á. Chọn món nữa kìa, thấy không? Này không phải băng truyền đâu em ơi. Lại đi. Ổng trên kéo nó cao lên. Ổng trên kéo nó cao lên. Ăn cả thìa luôn rồi. Ác chiếu bài của đội tôi. Tiếp 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 nào. Thời gian. Hết giờ. Hay quá nhở. Wow. Trời má ơi. Quay. Bây giờ mới quay một vòng mà. Thế em quay không chơi. Em mà chơi là em nằm đây. Mấy giờ rồi? Mấy vòng vậy? 4 5 vòng cuối. 5 Ok đi. Ôi. Ê. Gì vậy? Bình tĩnh. Nào ngồi an toàn nào. Bên đây. Oh, wow. Thời gian của em wow. Anh wow. Ngay cái tay vào. Bấm. Giữ cái giày á. Đây. Nhìn thi y chang như cái con khủng long trong cái game luôn á. Ủa sao anh có miếng? Ủa sao anh có miếng? Cười vậy? Ăn một miếng thôi. Anh phải ăn hết mới tính. Anh này còn cái chân. Chưa quá, nhai cho hết, nuốt đi. Bất tiên. Chị ơi, đồng đội tự hào vì chị. Bất tiên. Hết hơi. Hết hơi. Go. Cái quỷ này mà. Chửi luôn. Chị ăn miếng chanh như dễ. Anh. À, tại cái cột này ghim ghim dài quá, sao cái miệng ghim dài vậy được? Yeah. Ô, hết giờ rồi, miếng cuối. Rồi. Xin mời Kira. Kira. Mày nhúng. Rồi nào, đi nào. Hết rồi. Nhờ. Ôi. Ngồi. Ok. Ủa sao nó không quay? Dính dài. Ấy chưa? Sao nó? Tôi không dám nhìn nữa. Sức ăn của tôi phí quá. Phải đưa ra chứ gì này nè. Chứ phải đi đâu. Bé quay nó kèo quỳ tiếp luôn kìa. Đây. Ăn đi, đúng rồi. Wow. Yeah. cái sợi dây em bỏ sợi dây xuống, nó vướng sợi dây, nó không đi được. Nó vướng rồi, nó đi rồi. Anh rớt mất thẩm mật luôn. Ăn đúng rồi. 2 miếng. Trời ơi, cái hộp. Lolita. Hết chưa?
Tiếp không phải tổng kết đâu ha. Nhìn là biết đội nào thắng rồi. Đội giành chiến thắng là đội của chị Đàm Phương Linh. Rồi, xin mời các bạn về chỗ ngồi.